Gói hàng ai gửi đây? Chào mừng đến với không gian ảo VR. Đây là đâu? Tạo hình gì đây? Phục vụ sao? Làm gì thế hả? Hôm nay toàn nhân vật lớn đấy. Rốt cuộc là sao? Sao mới mắt nhắm mắt mở, cả thế giới đã đổi khác rồi. Ngay ra làm gì? Mau làm việc đi. Đi mau lên, mau lên. À được. Nói mọi người nghe, đồ của tôi là đồng hồ cơ nhập khẩu từ Paris. Xem đi nhé. Xem kỹ vào. Toàn quốc chỉ mình tôi có. Con kia, đuôi hả? Làm bể có biết phải đền bao nhiêu không? Xin lỗi trưởng quan, tôi không có ý à? Không có ý. Một câu không có ý là xong chuyện à? Đưa 100 đồng đại dương, không thì đừng hòng ra khỏi cửa. Ơ trưởng quan, lúc tôi nhặt lên cái đồng hồ này, nó còn y nguyên mà. Anh đang biệt người ta đấy sao? Tôi biệt đấy làm sao? Bắt lại cho tôi. Ơ hay, các người có nói lý không đây? Trưởng quan Lý, huênh hoang quá nhỉ. Đây không phải Thẩm nhị thiếu gia hiệu buôn hàng dụ à? Khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng nhé. Chuyện bao đồng này hôm nay tôi lo chắc rồi. Kể cũng khéo, tôi mới gặp anh tối qua. Vậy thì đã sao? Cũng không biết đại soái có nhìn thấy thuộc hạ của mấy nhận hối lộ, bán đồ cấm không? Thẩm công tử nói đùa rồi. Quân đội thương nhân là một nhà mà, bạn bè với nhau cả, đừng nghe họ đặt điều. Đã là bạn, vậy hãy thả quấy ra đi. Quấy cũng là bạn của tôi, thả đi. Sau này chúng ta chiếu cố thêm nha, đúng không, Thẩm nhị thiếu gia? Mình là ai? Mình ở đâu? Có người đùi dai sao? Người đẹp, đi đâu thế? Anh đem về nhà. Làm gì hả? Anh là ai? Còn cương nữa. Anh à, có gì chúng ta từ từ bàn. Từ từ bàn. Nào, làm gì? À, lưu manh, đồ háo sắc. Anh biến thái hả? Người đâu cứu giới? Ở đây có tên háo sắc. Chán sống hả? Đi. Anh à, đừng kích động. Cho anh bắt nạt tôi này. Cô đừng qua đó, nguy hiểm. Đồ háo sắc. Cho anh ức hiếp tôi này. Nguy hiểm, đánh chết tên háo sắc nhà anh. Tôi sai rồi. Anh là ai? Nhị thiếu gia hiệu buôn hàng dụ. Thẩm Ngọc. Giống anh ta ghê. Vẫn là xã hội pháp trị an toàn hơn. Thế giới này đầy rẫy nguy cơ. Xã hội pháp trị. Nước chanh nguội. Thằng hai về rồi à? Nghe nói bị thương phải không? Nhị thiếu gia đã ngủ rồi. Còn sáng đèn mà. Nhị thiếu gia có việc, hai người không tiện vào. Đi.
Sao còn đánh người thế? Dựa vào đâu mà cản tôi? Các người không được vào. Làm gì đó? Làm gì thế? Đắc tội rồi. Muốn đấm phải không? Đại thiếu gia anh không được vào. Vì thiếu gia đã dặn không ai được vào. Tránh ra. Anh cả, chị dâu cả, sao hai người tới đây? Vốn định tới thăm em. À thì hình như bọn anh tới không đúng lúc lắm. Hai đứa ngủ sớm đi. Hôm khác anh chị tới. Ngủ sớm đi ha. Được. Xin lỗi, mạo phạm rồi. Lưu manh! Theo dõi kỹ nó. Dân, anh bảo rồi mà, cái nát thằng hai sẽ không uy hiếp gì tới chúng ta đâu. Đề phòng chút không bao giờ sai được. Có chuyện gì thì mới tốt chứ. Gia sản sẽ là của chúng ta hết. Nói bé thôi. Anh đã bảo em nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, mong là vậy. Vừa rồi, xin lỗi nhé. Tôi không phải cố ý. Thực ra, tôi cũng nghĩ cho cô thôi. Có người đang theo dõi. Cô, tối nay ở đây đi. Tại sao tôi phải nghe anh? Cô có lựa chọn không? Anh làm gì? Đi ngủ. Anh ngủ ở đâu? Trên giường. Không đời nào. Tôi muốn ngủ giường này. Cô ngủ trên giường. Còn tôi ngủ đâu? Anh thích ngủ đâu thì ngủ. Anh ngủ dưới đất đi. Người anh em bớt buồn ha. Bớt buồn sao? Tôi bị đá rồi. Công nghệ cao mới nhất của phòng thí nghiệm tiểu H, máy giả lập cuộc đời thứ hai. Vào thế giới này, anh sẽ có thân phận hoàn toàn mới. Nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ nhân vật theo cốt truyện cho sẵn. Dùng thân phận mới gặp lại cô ấy cũng hay mà. Còn muốn theo đuổi lại hay trả thù thì anh tự tính ha. Cái này có cô ấy sao? Tôi giúp anh. Anh xuống đi. Đáng đời. Thiếu gia. Thiếu gia, sao còn nằm dưới đất vậy? Thì là ngày hè nóng, dưới đất mát hơn. Thiếu gia, cậu đang bị thương mà. Mới sáng sớm, đừng phóng túng quá. Nói gì thế? Giờ hiệu buôn gặp hơi nhiều vấn đề. Chỉ việc khiếu nại thôi đã đủ đau đầu rồi. Sao phải canh thằng hai nữa chứ? Công bố gì chút là chuyện sớm muộn. Chúng ta phải lo xa. Chức tổng giám đốc phải ngồi cho vững. Không thể cho nói nhảy vào hiệu buôn. Không thì gốc rễ của anh rồi sẽ bị tra ra thôi. Phu nhân, em nghĩ nhiều rồi. Tâm tư thằng hai xài cho phụ nữ hết rồi. Làm gì có thời gian quản lý hiệu buôn. Anh phải làm rõ. Tiền anh đang tiêu cũng có phần của nó.
Con không thể qua thác giúp tôi à? Anh không có tay sao? Cô có lương tâm không vậy? Hôm qua tôi cứu ai mới bị thương? Trói buộc đạo đức đi mà. Chúng ta hợp tác. Nhà để cô ở. Cô giả làm bạn gái của tôi. Tôi muốn cô giúp tôi tra rõ và chân tướng. Đi, chúng ta ra ngoài thôi. Hôm nay trời đẹp thế. Chúng ta đi đâu chơi? Em muốn đi đâu cũng được. Nghe anh hết. Vậy đi dạo nha. Anh mời em đi ăn. Đi thôi. Em xem đi. Trên chữ sắt có con dao. Đâu cần chúng ta theo dõi chứ. Phải theo dõi. Phụ nữ đúng là đa nghi. Cơ mà con bé này xinh thật sự. Nhìn gì mà nhìn. Cố chị hiểu buông của anh đi. Còn phải hoàn thành nhiệm vụ nhân vật nữa. Nhiệm vụ này không phải là giành gia sản danh cả đó chứ. Bán báo đây. Xem chuyện tốt anh làm đi. Hiểu buôn bị phốt. Có sản phẩm giả. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vậy anh thấy phải làm sao? Anh nghĩ rút khỏi kệ hàng hay xin lỗi thì được? Anh hỏi tôi sao? Anh làm gì hả? Thẩm gì công tử? Em tới làm gì? Đi ngang thôi. Em nghe nói anh cả gặp chút vấn đề. Em tới xem thử có giúp gì được không? Cách giải quyết chuyện này rất đơn giản. Theo tình hình hiện tại của hiệu buôn, hãy mở họp báo trước, công khai xin lỗi xã hội, lấy lại lòng tin của người tiêu dùng. Đồng thời hứa đền gấp 3. Đăng báo tuyên bố hiệu buôn Hằng Dụ từ hôm nay sẽ lập phòng hậu mãi để giám sát. Đền tiền? Không thể nào. Anh cả, chừng đó sẽ không còn đơn giản là đền tiền thôi đâu. Đây là phương án. Làm hay không, anh tự quyết định đi. Các vị cổ đông, tôi còn có việc. Xin cáo từ, đi thông thả. Tôi nghĩ phương án này đơn giản hiệu quả. Có thể thử xem, có thể thử. Tôi nghĩ đó là cách hay. Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc, anh mau lại đây xem. Cái này có phải không? Đúng. Là cái này. Hai vị ăn ngon miệng. Tôi không tin anh không thừa nhận. Là sao đây? Thiếu gia, món này tôi đặc biệt dặn bếp làm đấy. Để chúc mừng chúng ta hợp tác. Mời thưởng thức. Ăn hải sản không tốt cho vết thương, nhưng con này không ở dưới biển, nó ở dưới sông. Cô chơi chữ với tôi sao? Con này trông kỳ cục quá. Hay chúng ta bỏ qua đi. Khách sáo gì chứ. Ăn ngon lắm. Nào, tôi dị ứng. Thiếu gia, anh chưa ăn nữa, sao biết là sẽ dị ứng? Hình như tôi không được khỏe, khó chịu quá, nhất là dạ dày. Thiếu gia, khó chịu quá, anh rất giống một người bạn của tôi.
Ai vậy? Bạn trai sao? Nước chanh nguội. Nước chanh nguội. Vẫn là xã hội pháp trị an toàn hơn. Xã hội pháp trị. Anh ta là một tên soi mói, không có tư tưởng, không có lý tưởng, miệng mồm lương lẹo, ích kỷ tư lợi. Tôi ích kỷ tư lợi thế nào? Mỗi em là tốt sao? Đảo lộn trắng đen, không phân biệt phải trái. Thì tôi không biết phân biệt đó. Tôi mà phân biệt được thì có bị anh lừa lâu vậy không? Anh thì giỏi lắm. Lấy bản lĩnh đó anh xài cho tôi hết rồi. Được. Đều do tôi tự chuốc nhục. Không phải anh ta đưa mình tới cái nơi này đấy chứ? Nực cười. Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Đồ ăn hại. Đã heo cả sao? Nghe ra gì nữa? Tìm đi. Thư Nhi, em đừng có chuyện gì nhé. Kim thiếu gia, sao lại sầu não? Em tôi nghịch ngợm, bỏ nhà ra đi. Tới giờ vẫn chưa có tin. Chuyện này không nhỏ đâu. Nếu cần gì anh cứ nói. Anh em tốt. Tình hình thế nào rồi? Đã đăng báo công khai xin lỗi rồi. Phản ánh khá tốt. Nhưng phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa nghĩ kỹ. Hay đừng làm nữa. Dù sao cũng là phòng đền tiền. Thế này đi, anh bảo thằng Hai gánh vụ này. Nếu làm thành công, công lao là của anh. Còn nếu xảy ra chuyện gì thì bảo là một mình thằng Hai làm. Phu nhân thông minh thật. Cái thằng Thẩm Ngọc này đúng là làm đại mà làm được chuyện này. Vốn là anh làm mà. Đó là do nó ăn may. Một khi di chúc công khai thì sẽ rất bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Phòng trước vẫn hơn. Phu nhân yên tâm đi. Trong mắt nó chỉ có con bé kia. Em không thấy nó quấn quýt thế nào đâu. Tên già này, anh nghĩ vẫn dơ không? Xem đi, đây mới là báo cáo kinh doanh thật sự. Có vấn đề sao? Ừ, số công khai khác với số thật. Làm sổ sách giả. Anh cả tôi có đồ óc thế này à? Vậy thì là chỉ do anh đó. Nhiễm Nhiễm, em vừa mới về. Chị có vài lời không biết nên nói hay không? Chị, có gì chị nói thẳng ra đi. Chuyện này là thằng Hai có lỗi với em. A Ngọc, dạo này không biết kiếm người tình đâu ra. Hai người kè kè với nhau, làm người ta nhìn mà tức. Chị à, A Ngọc ham chơi đó giờ. Chuyện như gặp dịp mà chơi, không thể xem là thật. Chị muốn tốt cho em thôi. Em để ý tí đi. Đừng để lúc đó bọn tạp nham có cơ hội chen vào. Thiết kế kiểu gì vậy? Cách cũ quá rồi, có hiệu quả không đây? Đây là quả báo thịnh nhất hiện giờ.
này sao? Ừ. Không ghi cả chính sách ưu đãi, cái văn hóa nhãn hàng luôn à? Có ai xem không? Chính sách ưu đãi là sao? Là chiêu trò quảng bá, ví như ghép đơn hay giảm giá sốc, chém một nhát sao? Chuyện này máu mèo quá vậy. Anh nghĩ gì vậy? Chém một nhát mà tôi nói. À thôi bỏ đi. Có nói người ở thế giới này cũng không hiểu. Vậy không biết thế giới của cô là như thế nào? Tại hạ Lục Hiển Chi. Tại hạ Lục Hiển Chi. Lục công tử, sao hôm nay lại rảnh ghé hiệu buôn của chúng ta thị sát công việc à? Thẩm công tử nói đùa rồi. Hôm nay tôi không đại diện cho thương hội. À, chỉ là tình cờ đi ngang, gặp được gia nhân. Gia nhân? Vậy gia nhân có muốn mời Lục công tử vào chỉ điểm cho chúng ta không? Không cần đâu, tôi còn có việc. Xin phép đi trước. Anh ta quý gì đây? Đừng xem nữa, em là bạn gái tôi mà, thân mật với đàn ông khác thế. Tôi không cần mặt mũi chắc. Tôi không phải bạn gái anh. Con mắt nào của anh thấy tôi thân mật với đàn ông khác? Đó là khách hàng bình thường thôi. Khách hàng bình thường? Tôi thấy em nghĩ người ta đẹp trai nên thích người ta rồi. Rồi đúng đúng đúng, anh nói đúng hết. Thư Thư, Thư Thư. Dáng vẻ em khi làm việc đẹp thật. Theo như tình hình kinh doanh của những tiệm chúng ta ghé qua, giờ thì hiệu buôn hàng rượu vẫn chịu ảnh hưởng từ vụ khiếu nại. Anh xem phân tích giá bán và lượng giao dịch đi. Giờ hiệu buôn đang bị lỗ. Tôi xem nào. Anh cả anh báo anh lo vụ này ngay lúc này, thực ra là muốn quăng mớ bồng bông này cho anh, nên mới cần tới em đấy. Đúng là quan gia. Tôi nghĩ rồi, giờ chúng ta cần kích cầu. Chẳng hạn như số đặc biệt, hiệu buôn hàng dụ tổ chức ngày hội mua sắm 996. Số đặc biệt. Cho tôi một tờ, gửi anh. Cô xem, tủ trưng bày của chúng tôi còn một bộ. Hoạt động của cậu là sao vậy? Hoạt động của chúng tôi có tên khuyến mãi mua đủ là giảm. À, vậy còn đoán là bạn sẽ thích là sao? Đoán là bạn sẽ thích à? Đoán là bạn sẽ thích chính là chúng tôi sẽ căn cứ vào lịch sử mua hàng của chị và cỡ đồ chị thường mặc để làm phân tích số liệu, giới thiệu món đồ phù hợp. Chị đi thông thả, lần sau ghé nữa nhé. Cảm ơn cô. Tay nghề thợ ở đây cũng được lắm. Hai chị có thể vào trong xem đồ à? Trong đó còn nhiều đồ mới có thể thử lắm. Chúng ta đi thử xem. Mời hai chị. Gom lại giúp tôi đi. Các vị, hôm nay khách nào mua hàng ở tiệm đều có thể đăng ký hội viên. Dựa vào điểm tích được, có thể đổi một phần quà nhỏ xinh. Thư Thư, chúng ta làm thế này để chi vậy? Tăng lượng hội viên, khuếch trương độ nhận biết nhãn hàng để dẫn thêm khách tới. À, dạ Lai Hương, em cất tiếng hát gì anh? Dạ Lai Hương, em nhớ mong anh.
còn hát nữa. Giờ toàn thành đang chú ý vào hiệu buôn của chúng ta đó. Mua đủ 10 giảm 10, đủ 200 giảm 30. Hay đó. Em làm sao? Em ư? Là thằng em giỏi giang của anh đó. Thằng hai, nó có đồ ốc chạy sao? Đừng nghĩ nhiều. Ấy, không đúng. Thằng hai đang lừa chúng ta đó. Bình thường nó không hứng thú với việc làm ăn. Anh xem, giờ lại dốc sức thế. Lạ thường thật. Thì chúng ta bảo nó làm mà. Thật tình, đừng nghĩ nhiều thế. Cả con bé thối tha bên cạnh nó nữa không phải hạng vừa đâu. Thằng hai chắc là muốn tranh quyền quản lý hiệu buôn rồi. Alo, dinh thự Thẩm đây. Thẩm đại thiếu gia đúng không? Chuyện các người tham ô đã bại lộ rồi. Thẩm Ngọc đã tra ra sổ sách. Mau xử lý hắn đi. Các vị, Thẩm Bùi đã làm thay chức tổng giám đốc được mấy tháng. Tôi có một báo cáo số liệu chứng tỏ số liệu của hiệu buôn khác với số liệu thực tế. Tổng giám đốc Thẩm, giải thích đi. Có thể là kiểm toán có sai sót. Chúng ta làm ăn đâu có chuyện thuận buồm xuôi gió được. Mức tiêu thụ dạo gần đây vô cùng lý tưởng, ngày nào cũng ra vào tấp nập. Đây chính là điều tôi muốn nói. Hoạt động này do Thẩm Ngọc hoàn thành. Suy xét năng lực tổng hợp của cậu ấy, tôi đề nghị chức tổng giám đốc để nhị công tử Thẩm gia Thẩm Ngọc làm. Trương Tổng, ý anh là sao? Nơi làm việc vốn nên để người tài quản lý, đúng không? Anh muốn bãi nhiệm tôi? Thẩm đại công tử, giờ tôi chỉ đang nghĩ cho hiệu buôn thôi.